Quý vị và các bạn đang được thưởng thức chất âm và uy lực mạnh mẽ như một cái vũ trường đích thực trước máy quay với cặp loa JBL model 2509A trên 4638 có xuất xứ đến từ California, Mỹ. Đây là một trong những cặp loa sở hữu trong phần khúc 2 Bassup 40 có cấu hình khủng long bạo chúa nhất hãng. Với chiều cao lên tới 1,5m, ngang 65 và sâu 50 và nặng tới 1 tạ 6. Công suất trung bình cho cặp loa này ở ngưỡng 1.600, tối đa tới 3.200W trên độ nhạy cao từ 100 tới 131dB, trở kháng 8 ohm. Mạnh vô địch ở phân khúc 2 Bassup 40. Bản chất, đây là một trong những cặp loa khủng long sở hữu chất âm chuyên nghiệp cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke ở những không gian phòng khách lớn hoặc các bar sự kiện hay các vũ trường chuyên nghiệp với đẳng cấp thể hiện chất âm của giới sành chơi và sành nghề nhất khi thưởng thức audio. Mời anh em cùng ngắm nhìn và chúng ta cùng thưởng thức lưu lưu một vài giai điệu nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh. Quý vị sẽ thấy được rằng đây là một trong những tuyệt tác âm nhạc mang lại chất âm của giới sành chơi và sành nghề nhất khi thưởng thức audio. Chúng ta sẽ thấy được rằng nó thể hiện đa phong cách nhạc với nhạc bolero, nhạc trữ tình hay những thể loại nhạc tiết tấu chậm, nó thể hiện cực kỳ là ngọt ngào. Và sang các dòng nhạc sàn hay nhạc remix và karaoke chuyên nghiệp thì đây là một trong những cặp loa có chất âm rất là ít có đối thủ có thể so đỏ được. Cấu hình của cặp loa JBL 2509A trên 4638 đến từ California, Mỹ. Chúng ta cùng ngắm nhìn và quý vị sẽ thấy được rằng nó là một trong những tuyệt tác âm nhạc. Tôi đang mở tín hiệu từ trên TV xuống. Đó, quý vị có thể thấy được tín hiệu này thì ai cũng có để nghe. Rất ngọt ngào với những bản nhạc chương trình. Với chất âm cực kỳ là ngọt ngào và mềm mại, đôi khi vào những khung giờ nghỉ ngơi chúng ta thưởng thức lưu lưu trên cặp loa khủng long này, nó thể hiện cực kỳ là chân thực, khiến cho chúng ta cũng đôi lúc phải chạy lòng. Với cặp loa JBL model 2509A trên 4638 có xuất xứ đến từ California, Mỹ, còn mới và đẹp long lanh tới từng cm số 1 tại Việt Nam, quý vị sẽ không thể tìm kiếm được những cặp loa đầy đủ và đẹp hơn như cấu hình trước máy quay. Đây là những cặp loa mà tôi lưu ý rằng cấu hình tuyển chọn sở hữu với chiều cao 1,5m, ngang 65 và sâu 50, nặng tới 1 tạ 6 trước máy quay cho cặp 2509A trên 4638. Công suất trung bình là 1.600W trên 3.200W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao tới 131dB. Rất ngọt ngào và du dương, êm ái. Với thiết kế hai quả bass siêu trầm, đường kính 40cm, màng sóng gân và sở hữu gân ngụa tập dầu xương đúc, nan châm từ siêu khủng.
hai ống hơi đường kính phi 100 thở về phía mặt trước. Kính trước cùng cực kỳ là ấn tượng. Hai bên hông là logo CBN rất là đẹp và sang trọng. Đó, chúng ta quan sát này. 2 mát 40. Chơi hai bảng phân tần cực khủng. Hai bảng phân tần của nó to như hai quyển vở học sinh. Một bảng chuyên cho giải súp và một bảng chuyên cho quả kèn nặng một người bác phía trên cùng. Đó, anh em thấy những cái kèn của nó to mà tiếng nó trong vắt. Nhìn nhỉ. Rất đẹp. JBN 2509A trên 4638. Với cấu hình phía bên trên, chúng ta cùng ngắm nhìn lại một lần nữa trên cặp loa khủng long bạo chúa này, có nguyên tem cờ phía trên mặt trước. Ở bên trên của nó là một bộ họng được thiết kế đa năng, chúng ta có thể quay trái quay phải hoặc ngỏng lên ngỏng xuống. Ở các cái phần điều chỉnh này được trang bị nó có bi. Chúng ta ngắm nhìn phía bên trong. Ở đây của nó này có một cái vòng bi. Đó, và chúng ta sẽ điều chỉnh ốc. Đó, điều chỉnh này, quay trái quay phải, ngọc lên ngọc xuống. Nguyên cái củ nam châm này của nó, đường kính này, cắt mặt này nó vào khoảng 25 cm. Một người vác cái củ này nặng nệ kệ luôn ạ. Không thể không hay được với những cái củ từ khủng long. Chúng ta thấy rằng cái họng kèn siêu khủng, được làm bằng các đây là các sợi là bằng sừng này. Đó, quý vị nhìn thấy không ạ? Chống đanh chói, rất ngọt ngào. Và vậy khi mà chúng ta thưởng thức nghe như thế này, quý vị mới thấy được cái tiếng ngọt ngào rất là tuyệt vời của cặp 2509 trên 4638. Ok, đã ngọt. Lại một tạ 6 cho cặp loa này. Tạ 6 không hết đâu, thử ước chừng như vậy thôi. Quá đã. Phong cách chơi đa thể loại nhạc và karaoke chuyên nghiệp. Quý vị chơi nguyên một cặp loa này ở những không gian phòng khách từ 50 tới 100-200 m², hay các nhà hàng, quán bar, hay các vũ trường chuyên nghiệp. Nguyên một cặp loa này khi mà được khai thác công suất lớn đến khoảng tầm 50% rồi, quý vị đã thấy biết chất của nó rồi. Đánh cho nhiều nhà hàng xóm phải rung bần bật. Đó, quý vị thấy rằng tôi đang mở như thế này mà nghe ngọt không ạ? Rất du dương. Đó, tôi sẽ chỉnh to lên một chút. Đang mở tín hiệu từ quý vị. Chúng ta có thể thấy được rằng sự thể hiện ngọt ngào và êm ái trên cặp loa có uy lực mạnh như là một cái vũ trường đích thực trước máy quay với cặp loa JBN 2509A trên 4638. Cuối đoạn clip tôi sẽ mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức với một vài giai điệu nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh, để chúng ta sẽ thấy được uy lực mạnh mẽ như thần sấm của cặp loa, sở hữu giải trầm sâu thẳm và nó mạnh như một cái vũ trường đích thực trước máy quay, mang theo lời mic của nó chuyên nghiệp như chúng ta đang được đứng trên sân khấu thể hiện hát karaoke cực kỳ tuyệt vời.